Rồi ngồi dậy mẹ mở này ra nè. Ủa mày mua này vậy? Ủa mày nhớ mày đâu mua này đâu vậy? Đây. Wow. Chú mua. Ai mua? Chú mua. Chú đâu mua? Ôi trời ơi, ai mua make up cho nó hả ta? Chú. Hả? Chú. Chú nào mua? Chú ngốc ngốc. Ba có mua không chứ mẹ đâu, mẹ đâu có mua cái này ta? Mẹ là mẹ mua cái mơ mây mà. Mẹ ngốc ngốc. Mẹ là mẹ mua cái để mày vô coi lại coi sống này của mày. Mà mày hỏi ba có ai mua. Để luôn. Hả? Để luôn. Để điện thoại xuống hả? Rồi mày quay cho cô chú coi chơi có gì nè. Trời ơi, sao mẹ nhớ mày không có mua cái này mà sao kỳ vậy ta? Kỳ thế hè. Wow. Đây nè. Có ra màu không? Nó coi sao không ra màu ấy. Nó thấy màu sao màu nó hồng dữ mà lên môi không hồng đó. Cái này là giống như là sơn, nó sơn chơi có hồng nè con. Hả? Có hồng nè. Không hồng ơi. Có hồng nè. Đây mày sơn chưa? Đây mày sơn chưa? Không trả sơn. Ừ, trả sơn. Rồi sơn như đó được rồi, sơn gì chứ nhiều. Sơn giống màu đẹp thôi. Chà, mà gài vô. Rồi sơn xong cái nào mà gài vô. Cái này không? Gì mới sơn màu hồng xong giờ sơn màu đỏ. Sơn màu đỏ. Hả? Sơn màu đỏ. Muốn sơn màu đỏ phải không? Dạ. Sơn màu này. Con mở ra cho mẹ. Pink. Con mở ra cho mẹ cầm nắm ra dịch ra. Không được đâu. Được, con cầm mạnh vô. Đúng rồi, đó rồi, giỏi quá. Đó, sơn này con sơn này. Sơn đúng cái môi mình thôi, đừng có sơn đi ra ngoài. Để ra. Sơn đúng cái môi mình thôi. Sơn không nhìn vô đây sơn mà cứ mà từ từ đẩy xuống, đúng rồi. Rồi, vậy vô. Rồi, giờ muốn sơn gì nữa? Màu pink. Nửa mới sơn màu pink rồi. Làm cái khác đi. Đó, màu pink này. Màu. Nói cô chú muốn con make up cho cô chú không? Chú chấp nó là màu pink. Là màu pink. Nói cô chú ơi, chơi make up cho cô chú nha. Để cho cô chú make up cho chị. Nói cô chú make up cho chị, đúng rồi. Hả? Không được chơi cơm. Mày nhớ mày mua cho chơi cái đuôi nàng tiên cá mà sao tự nhiên giờ nó về thành này vậy trời. Ừ. Không được sao? Được, này mà cái này mở ra sao mày cũng không biết luôn. À, mở ra vậy nè. Mẹ làm gì trên cuộc đời này mà mẹ có được make up chơi. Mẹ có make up ra. Ừ, rồi đó. Rồi, make up đi. Không phải cái cây này là phải dùng cái cây khác hàng sao á. Cái cây này nè là con phải dùng cái cây nào khác á. Kệ nó, sử dụng đi con, xài đi con. Cầm. Rồi, xài đi, màu gì? Mọc lưu. Mọc lưu rồi. Hổ hát pin rồi. Rồi hát pin được. Ủa, đầu này. Đúng rồi. Biết sao mấy cái này với là cái màu của nó lật lật không à. Mà nó phải chọt cho nhiều vô, nó nghĩ nó chọt càng nhiều là ra càng nhiều màu á. Chị hai cầm đầu này nè chị hai. À, nhìn vô. Mơ mốt ha, mơ mốt lớn lên mày dẫn vô Âu Thà nằm ngủ đó luôn nha chưa? À, ok. Âu Thà là cái chỗ mà bán đồ trang điểm, đồ make up được. Đâu phải, đâu được hơn rồi, không phải. Mở ra. Đúng rồi, bỏ cây này ra. Bỏ mấy cái hộp này vô. Đó, như vậy mình mới giữ đồ trang điểm mình sạch sẽ, hiểu không? Đó. Không vậy. Chút chơi tiếp. Rồi bây giờ tiếp theo ông đi đây, này đi. Dạ mở pink. Ông mở pink.
không biết mở, thằng cái dân xài make up mà không biết mở đồ make up là thôi rồi rồi. Đó, thấy chưa? Này cầm cái câu này nè. Rồi. Ok ok. Màu gì á? Làm sao ngay chính giữa như Ấn Độ rồi đó. Ừ, bác sĩ bà điệu hẳn, bà điệu đà đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, cô chú thấy chưa? Có quá trời đồ make up rồi. Cái này là hai chai nước sơn nữa nè. Hai chai nước sơn nữa nè. Còn cái này là để làm gì? Má hồng hay gì? Má hồng làm cái khác. Ồ, dễ gì? Dễ eyebrow. Trời ơi, nó cầm lên, nó nói dễ eyebrow. Mà eyebrow là chân mày đó cô chú. Trời ơi, con bà dễ cái chân mày của bà kìa. Đây mày dễ cho. Ui chào ơi, đưa đây mày dễ cho. Đưa đây mày dễ cho. Đây này, ngước lên. Mày nghe chưa? Mày dễ chân mày chưa? Con dễ chân mày bên kia, bên kia. Bên đâu? Bên này phải không? Tại bên đây sai lạc lối rồi phải không? Wow. Ở chạy nắp lại. Đây nắp lại. Hả? Chưa vẽ xong mà đưa đây vẽ cho mày cho đẹp. Đưa đây mày vẽ cho đẹp nha. Không không. Hả? Vẽ như đó được hả? Dạ được. Được rồi, ok. Sai rồi. Sai sao? Nhìn cô chú cái coi, coi chân mày đẹp chưa? Rồi. Đây là dùng cái này nè, dùng cái này nè. Rồi. Không, dùng cái này. Dùng cái đó không? Ok, dùng cái đó. Khi mà con dùng cái này con phải làm sao? Con phải làm sao? Úp dài làm sao? Phải gõ làm sao? Phải gõ vậy nè. Phải gõ ngoài. Đó, còn mới xài nhớ không? Rồi, gõ ngoài đây. Đúng rồi, mới xài lên. Trét đây nè, trét nó má hồng nè. Chơi make up này, make up gì đây? Make up mẹ hay sao? Chân mày ai vẽ buồn dữ chơi. Mày vẽ cho vui vui lên chút chứ mày vẽ buồn dữ. Mày vẽ như hề vậy chơi. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, tới son môi chắc phấn này nữa đi. Sao son môi gì mà mấy cây một lần, mấy cây son môi chắc phấn dữ luôn. Đó. Này son môi chứ không phải chơi. Đó, rồi son môi đi. Son môi này nào giờ chưa thấy nè. Son môi bằng nước đó con. Son môi ta chút xíu. Thôi khỏi lắc. Đó mà pink. Màu pink đúng rồi. Rồi sơn lên môi. Thấy chưa? Nhậm miệng lại. Cái này thế nào mà ngoài mà cũng la nữa cho coi. Cái này là không có biết nhà này, không biết là không có biết mua cái này luôn á. Hay là mua mà không nhớ, không chả hiểu luôn. Còn gì nữa học đây, giờ tới sẽ muốn tay. Mà muốn màu nào? Màu nào? Rồi tới mẹ làm cho. Cái đó là mẹ không chơi làm. Ủa tự làm luôn hả? Yeah. Thôi tự làm đi. Hay quá mà con người sao hay ho quá mà. Rồi. Tự làm sao? Nó bị rớt chậm. Thôi để ngoài đi. Rồi làm sang đây đi khô. Ê sao bóng tay mà. Nó không có, cái đó là sơn móng tay. Ok. Tới bên kia, đúng rồi.
Ai mà? Mom says. Ướng ăn thì chứ. Nhẹ nhẹ đàng hoàng để hư à. Quá hay quá giỏi luôn. Thôi vô coi nè. Quá trời rồi mấy sắp trang điểm luôn nè cô chú ơi. Cô chú làm gì có bộ đồ nghề như chay trội thổi nha cô được không? Cô chú chứ không phải ai cũng có bộ đồ nghề giống như chay đâu nha. Mà người ta trang điểm mà 2 ngày là hết bộ trang điểm liền á. Cô chú ai mà trang điểm mà sang trọng kêu đó chưa? 2 ngày là hết bộ, 2 ngày hết bộ. I'm that dog. Hả? I see you. Đẹp quá, con nhìn ra còn đẹp chưa? Con make up gì á? Rồi cất vô đi rồi chừng rồi. Rồi. Sơn một màu đó chứ chân, chỉ cho hai ba màu. Sơn mẹo. Không, mẹ không sơn. Sơn. Thầy nắp lại. Sơn mẹ. Rồi cất vô đi rồi mai trang điểm tiếp rồi có cái giỏ trang điểm luôn nè. Princess, my first princess makeup kit. Bỏ vô. Đúng rồi, để mình bỏ vô mình cất ngày mai mình trang điểm tiếp nha. Em mở cái suy, mở cái suy. Đây, ok. Ok, ok. Mở cái đàng hoàng. Mở đàng hoàng đúng rồi. Thì mở. Rồi. Cất vô. Ta lập thịt. Ừ. Cái 10. Đúng rồi. Blush. Mẹ phải này. Đúng rồi, phải này. Ý là nó là cái này á là phải dùng cái này mới làm nè, đúng rồi. Ok, cất vô. Dùng để làm. Dùng để làm. Ừ. Dùng để làm, đúng rồi. Chú bí làm. Eyebrow, đúng rồi. Rồi, cất vô đi. Ok. Ông chị về rồi. Ai, ông già. À, mấy anh mấy chị đó. Rồi, cất đồ makeup vô đi rồi đi ra chơi với mấy anh mấy chị. Đang kêu chị hỏi chị hết rồi. Ừ. Chị hết rồi. Rồi, bye bye cô chú đi. Bye bye chim chiếu. Không thấy lô. Không thấy lô sao? Thấy lô. Rồi con có đồ makeup. Đồ makeup siêu không? Con có đồ makeup son môi nè. Đẹp chưa hả cô chú? Hỏi cô chú thấy con đẹp không? Chú mở cái. Mở cái thì sao? Cái gì á, cứ nó cứ mở ra mở vô, giờ mà có makeup thì nó kêu nó ra ngoài, thỉnh nó ra ngoài nó không ra nè. Chiếc mai. Cặp chiếc mai. One, this one. Không biết nói nha, giờ sắp ra tiếp. Coi kênh của Chay là có mấy bạn nhỏ nữa nha. Mấy bạn nhỏ bằng tuổi Chay cũng có, mấy chị lớn hơn Chay cũng có. Heart, đúng rồi, chai nước sơn hình trái tim, đúng rồi. Heart, đúng rồi. Now I'm heart. Heart. What color? Blue and pink. What is your favorite color, JD? Pink. Yeah, blue and pink. Blue and pink. Yeah, I think you like blue too. Yeah, I think of it. You know what mommy favorite color? Yeah. Orange. Okay. Mine orange juice. Orange juice. Okay. Ngọc hỏi nó là nó thích màu gì đó, nó thích màu
màu hồng với màu xanh. Còn nó Ngọc hỏi nó là con có biết mẹ thích màu gì không, cái nó nói không, cái Ngọc nói mẹ thích màu cam. Màu cam nè. Ừ. Chứ mạnh. Mạnh lên, dùng sức mạnh. Á, không được, mẹ nữa. Rồi, kéo con Dịch ra đi, con một bên, mẹ một bên. Kéo. Đúng rồi, được rồi. Kéo mẹ. Thôi, đi ra, đừng. Không, đừng sơn môi mẹ cảm ơn. Không, đi ra chỗ khác. Con sơn con đi. Thôi, con sơn con đi. Mệt ghê luôn á chay. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn mẹ ơi. Ừ, cảm ơn con ơi. Rồi. Đẩy vô. Kéo thầy. Đúng rồi. Cái chỗ này. Cái chỗ vô phụ gì. Sao? Chỗ vô phụ gì. Sao? Chỗ vô bảy tám chín mười. Dường như 7, 8, 9, 10. Không có sơn móng chân. Rồi sơn móng chân đi. Ngồi xuống sơn móng chân, không sơn móng tay, sơn móng chân. Đó. Có đứa con nhiệt tình không cô chú? Ừ. Rồi xong luôn. Trời ơi, nó biết hồi nãy Ngọc nói Ngọc thích màu cam, bây giờ nó lấy màu cam sơn móng chân cho Ngọc coi được không? Trời ơi, trời ơi bà nội ơi. Trời ơi, trời. Sơn sao cho đừng có lem ra da coi. Đúng rồi, sơn cái gì mà. Biến giờ luôn. Hả? Đó. Đó. Color. Phải blue color. Phải. Ủa xong rồi hả? Sơn hai ngón hả? Trời đất ơi. À giờ lại xong một ca màu xanh. À. Mở tao. Trời đất, có cái sơn tôi nè, có được không? Mở tao. Rồi. Nói làm sao? Please and what? Thank you. Rồi ngồi xuống sơn đây. Tục đây, lại lên đây. Pink. Rồi ok. Sao mày? Rồi đẹp quá, cô chú coi chơi sơn mẹ nè, đẹp chưa? Đẹp chưa? Thôi một bàn thôi. Trời ơi. Chuẩn bị đi thi bằng neo hay gì lấy thực tập hả? Hay quá trời.